Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua, nằm trong series những ván cờ vua hay của thần đồng Nguyễn Thiên Ngân, người vừa đăng quang ngôi vô địch cờ vua trẻ thế giới ở lứa tuổi 14. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa Thiên Ngân và kỳ thủ Lê Thúy An tại giải vô địch cờ vua quốc gia năm 2021. Ở trận đấu này thì Thiên Ngân là người chơi quân trắng và Thúy An là người cầm quân đen. Nếu thấy thế cờ nó chưa rõ, các bạn hãy like và để lại comment, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp. Với quyết tâm giành chiến thắng, Thiên Ngân khởi đầu ván cờ bằng nước tốt E4 nhằm tận dụng khả năng chiến thuật cực tốt của mình. Thúy An nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai hệ thống phòng ngự Sicilia để chống lại nhà vô địch thế giới. Đen nhảy mã lên F3, nước cờ mạnh nhất giúp trắng kiểm soát trung tâm. Đen lên tốt D6. Với nước đi này thì đen để ngỏ khả năng sẽ sử dụng hệ thống phòng ngự Knight Dog hoặc là con rồng. Tuy nhiên ở Việt Nam thì các cao thủ rất ít khi sử dụng hệ thống con rồng do tính khốc liệt của nó. Trắng lập tức dâng tốt D4 đánh chiếm trung tâm. Đen ăn tốt qua D4. Trắng ăn mã lên D4. Đen nhảy mã lên F6, phản kích và tốt trung tâm E4. Trắng đưa mã lên C3 bảo vệ tốt. Và đúng như chúng tôi dự đoán, đen đã tiến tốt lên A6, triển khai hệ thống Knight Dog trong phòng thủ Sicilia. Trắng đã có sự chuẩn bị nên nhanh chóng đưa tượng lên E2, mở đường cho vua nhập thành. Đen lên tốt E6, mở đường cho tượng F8 vào trận. Trắng lên tượng G3, bố trí cặp tượng như hai họng pháo chĩa sang uy hiếp cánh hậu. Thông thường thì trong trận Knight Dog này thì trắng thường dâng cao các tốt cánh vua để đột phá tấn công thẳng vào đại bản doanh của vua đen. Trong khi đó thì đen lại dâng cao các tốt cánh hậu kết hợp với cột NMC để phản công lại ở cánh hậu và trung tâm. Trở lại với ván cờ thì đen đã đưa hậu lên C7, một nước cờ quen thuộc trong hệ thống Knight Dog nhằm tận dụng cột NMC. Trắng lên tốt A4, ngăn chặn đen đẩy tốt B5. Không thể dâng cao tốt B để làm bàn đạp tấn công cánh hậu. Đen tạm thời lên tốt B6, mở đường cho tượng lên B7, chiếm lĩnh đường chéo lớn H1 A8. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, trắng đẩy tốt F4 tạo thành cặp tốt trung tâm E4 F4 rất mạnh, sẵn sàng chờ cơ hội tràn sang tấn công. Đen theo kế hoạch đưa tượng lên B7, phối hợp cùng mã để tấn công vào con tốt ở trung tâm E4. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Thiên Ngân, và trắng lập tức lên tượng F3 bảo vệ tốt E4 và tăng thêm quân để kiểm soát trung tâm. Đen tiếp tục triển khai mã lên D7 với ý đồ sẽ nhảy lên C5 để tăng cường quân tấn công vào tốt E4. Nhận thấy vua đen đang ở giữa bàn cờ, vướng tượng F8 nên chưa thể nhập thành ngay. Trắng mạnh mẽ tràn tốt sang F5, đột phá vào E6 nhằm tạo điểm yếu trong thế trận của đen. Không muốn giao chiến khi mà vua đang kẹt giữa bàn cờ, đen đẩy tốt lên E5, đuổi mã. Trắng chạy mã về B3, đen theo kế hoạch tung mã lên C5, phối hợp cùng các quân mã ở F6 và tượng ở B7, vây bắt tốt E4. Không thể đưa thêm quân để bảo vệ tốt, trắng đành đổi mã vào C5. Đen ăn tốt lên C5, mở toang cột D cho xe qua tham chiến. Nhận ra mối đe dọa tiềm tàng này, trắng chủ động đưa hậu lên E2 để tránh. Đen đẩy tốt C4, giải phóng ô cho tượng lên C5 để đổi lấy quân tượng xịn sò của trắng ở E3. Trắng phi tượng lên G5 tấn công mã. Nếu để trắng đổi vào mã F6 thì đen sẽ bị tốt chồng ở cột F, đồng thời cánh vua sẽ bị hở rất nguy hiểm. Do đó đen đành đưa tượng lên E7 bảo vệ mã. Khi mà các quân nhẹ đã sẵn sàng vào vị trí, trắng nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Thấy vậy, đen cũng nhập thành, đưa vua vào góc bàn cờ, sẵn sàng tiếp chiến. Chỉ chờ có thế, trắng lập tức dâng tốt G4, mở mặt trận tấn công cánh vua. Đen huy động quân xe sang D8, chiếm lĩnh cột mở D. Trắng lùi tượng về E3, giải phóng ô cho tốt tiến lên tấn công.
đen lên tốt H6, ngăn chặn tốt trắng tiến sang G5. Trắng tiếp tục dâng tốt H4, tiếp tục đe dọa tiến sang G5, mở mặt trận tấn công cánh vua. Đen chủ động lùi mã về H7, giữ vững trận địa G5 và mở đường cho tượng tấn công lại quân tốt H4. Trước đòn phản công của đen, trắng đành lùi tượng về F2 để bảo vệ tốt. Thấy vậy, đen liền phi tượng lên C5, gạ đổi tượng. Đang phải che chắn cho vua ở phía sau, trắng né vua sang H1, tránh khỏi đường chéo ô đen. Đen lập tức đổi tượng vào F2, trắng ăn xe lên F2. Đen tiến xe lên D4, chuẩn bị sang D8 để chồng xe, kiểm soát hoàn toàn cột mở D. Không muốn hao binh tổn tướng tranh giành cột mở D với đen, trắng điều động quân xe còn lại qua G1, chuẩn bị lực lượng đột phá vào cánh vua. Thấy vậy, đen liền đưa hậu sang E7, nhằm vào quân tốt H4 tấn công, hòng làm chậm nhịp độ của trắng. Trắng buộc phải qua xe H2 bảo vệ tốt. Đen theo kế hoạch qua xe D8, chồng xe đe dọa xâm nhập xuống hàng ngang số 2. Phán đoán được ý đồ này, trắng liền lên hậu E3, không cho đen tiến xe xuống hàng 2 và chuẩn bị lực lượng để đột phá tốt G5. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên đẩy tốt lên F6, tạo thành gọng kìm phong tỏa cứ điểm G5, khiến trắng nhất thời không thể tiến tốt xuống theo kế hoạch. Tuy nhiên, không muốn phòng thủ một cách bị động, đen tung hậu lên C5, giữ vững thế trận, làm bàn đạp để tiến tốt B5, phản công cánh hậu. Trắng kéo hậu về E1, sẵn sàng di chuyển sang cánh vua để tham chiến. Đen theo kế hoạch dâng tốt B5, mở mặt trận tấn công cánh hậu. Trắng cũng tràn tốt sang G5, tung đòn đột phá quyết định nhằm vào đại bản doanh của vua đen. Trước sự hung hăng của trắng, đen tiến xe lên D6, sử dụng xe để bảo vệ hàng ngang số 6. Tuy nhiên là có vẻ như đen đã tính toán sai lầm khả năng tấn công của trắng. Trắng lập tức ăn tốt sang H6, mở toang cột G. Đen ăn tốt sang H6, trắng nhanh chóng qua xe G2, chồng xe trên cột G để công phá vào cứ điểm G7, lá chắn cuối cùng bảo vệ vua đen. Không còn quân nào có thể sang bảo vệ tốt G7, đen liều mạng tung mã lên F6, phản công lại vào trung tâm E4. Trắng ăn xe xuống G7 chiếu, đen chạy vua sang F8. Với sự tham chiến của hai xe thì không thể gây nguy hiểm cho vua đen. Trắng bèn tung hậu lên G3, đưa nốt quân chủ lực vào trận hòng kết thúc trận đấu. Đen liều lĩnh ăn tượng vào E4, phản công vào trung tâm. Trong rất nhiều ván cờ thì chúng ta thấy rằng việc phản công vào trung tâm thường đem lại hiệu quả rõ rệt khi đối phó với các cuộc tấn công cánh. Và ở ván này thì liệu rằng phản công vào trung tâm của đen có vẻ gãy được cuộc tấn công dồn dập vào vua của đen. Trong ván cờ thì trắng đã ăn mã lên E4. Đen gây bất ngờ khi thí xe vào tốt E4, cố gắng phức tạp thế cờ để tìm kiếm cơ hội phản công. Trắng thản nhiên ăn tượng lên E4, tiếp nhận đòn thí của đối thủ. Đen ăn mã lên E4, tấn công hậu. Đến đây thì cô bé Thiên Ngân bất ngờ tung đòn thí xe vào tốt F7. Tung đòn hiểm xé toang hàng rào bảo vệ vua cuối cùng của đen. Giật mình vì nước cờ hiểm của trắng, song đen cũng không có lựa chọn nào tốt hơn và buộc phải ăn vua vào xe F7. Chỉ chờ có thế, Ngân lạnh lùng tiến hậu xuống G7 chiếu. Đen chạy vua về E8. Trắng ung dung ăn hậu vào H6. Vừa kém chất lại vừa bị hở vua, thế cờ đen thập phần là nguy hiểm. Tuyệt vọng, đen liền lao hậu lên D4 và mong chờ một phép màu sẽ đến với mình. Tuy nhiên, trước một Thiên Ngân đang đạt phong độ cao thì những thế cờ như thế này thì không bao giờ có thể sảnh được. Để minh chứng cho điều này thì trắng lạnh lùng phi hậu xuống H8 chiếu. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, Thúy An đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.
Nếu thấy ván cờ này hay, các bạn ấn like và chia sẻ ván cờ này để cổ vũ cho Thiên Ngân. Và nếu ai đang tìm kiếm tài liệu học cờ vua để nâng cao trình độ thì có thể truy cập vào website cờthongminh.com hoặc vào theo đường link giới thiệu ở bên dưới video. Và ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký, subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi và tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.